chữ tích chứ đó. Cái này nó là ba lần. Cái này for some reason no man. Đọc cái nào ta đọc cũng được chứ. Thì ba lần chữ đó. Cái cái game của chúng mình cao lắm. Đúng không? Nhưng thấy con thấy con đọc gì? Phải đỡ hai ba cái. Cái nào mà hiểm lắm thì cũng mới đỡ không được rồi, đúng không? Ví dụ như không? Cái con mà lạng sáng là tôi giới cho này. Mày cao như vậy. Cao. Bởi vì mày tới đây á, mày sẽ thấy đồ ổ sức càng ngày nó càng lớn. Ủa bên kia mấy kia mày gặp đó. Tại tuổi con hết rồi. Dạ, con hết rồi. Con giờ lên nữa chừng xăng nữa hết. Năm mấy tuổi thì mày cũng lên được chừng maximum luôn. Nhưng mà đang khác một điều. Đúng rồi.